cái đài Phố Bôn Sa TV sử dụng Ngô Kỵ để chửi Hồ Chí Minh. Chính vì điều đó, Ngô Kỵ nó có một sự khôn ngoan mà nó về nó chết. Anh nói cái gì anh nói, nhưng mà anh đề cập tới cái ông Hồ Chí Minh này cũng giống như anh đụng vào Chúa Giêsu của Đạo Công giáo. Nó trở thành một tín ngưỡng của người dân, người ta quý trọng ông này. Mày sẽ chết. Và cái người mà đưa Ngô Kỵ lên để chửi Hồ Chí Minh ra rã này đó là Vũ Hoàng Lân. Vũ Hoàng Lân sẽ chết. Kính thưa quý thính giả trong và ngoài nước, trên hệ thống Bảo Trâm Việt Vision, ngày hôm nay tôi xin được trình bày một đề tài mà có lẽ nếu mà quý vị có nhiều thì giờ cứ vào trang mạng của chúng tôi riêng đó là vtnews.com, thì tôi có một bài nói riêng về ông Hồ Chí Minh, tức là góc nhìn Nguyễn Ngọc Lập về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng mà khi tôi offer cho cháu Bảo Trâm á, thôi này bác mệt quá, con chịu khó lấy bên vtnews.com của ông Lê Vũ đưa qua luôn, thì tại vì ông Lê Vũ ông bảo không cần. Khi tư tưởng của mình thoát rồi mình cho người ta luôn, không cần gì mà phải đặc quyền monopoly về tư tưởng làm gì nữa. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay tôi lại trình bày về ông Hồ Chí Minh dưới một cái góc nhìn riêng của tôi. Và chắc chắn quý vị sẽ ngạc nhiên. Tôi rất ngạc nhiên về những điểm mà ông Hồ Chí Minh này sau 30 tháng 4 thì tôi mới nghiệm ra là không biết đây là đại họa hay là cái phúc mà trong cuộc đời của mình. Vì 30 tháng 4 nó thay đổi hoàn toàn đời sống của tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy hình ông Hồ Chí Minh ở trại Z 7591L4T4 dưới chân núi Bà Đen và trong phi trường Trạng Lớn. Người ta cưa tất cả những cái trụ điện ra đó, người ta làm một cái hội trường lớn lắm mà chúng tôi biết thôi chết rồi. Không phải là 10 ngày đâu. Họ sẽ kéo dài chúng ta, vì nếu mà chỉ học có 10 ngày ấy, thì không có lý do gì người ta làm ở hội trường lớn. Thì sau đó người ta vẽ một cái hình ông Hồ Chí Minh lớn lắm, vì có hội trường quá lớn mà. Lại lên trên. Sau khi học tập xong cái bài đầu tiên Đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta đó, thằng bạn mà nó vẽ bức tranh thật lớn ở trên đó, nó bị kêu lên và làm kỷ luật. Nó bị nhốt đúng 2 tuần sau ra, quý vị biết là ở trên Trạng Lớn mưa mưa với nắng nó cũng khủng khiếp. Trong phi trường mà, dưới chân núi Bà Đen. Với lý do mà nó sau này nó về nó nói là nó được thả là vì lý do là nó cắt nghĩa được cái điều này. Cái hình ông Hồ Chí Minh á, nó kẻ từng ô vuông theo cái Hồ Chí Minh mà cán bộ đưa cho nó vẽ vuông vậy. Và bây giờ nó đo lên cái tỷ lệ mà cái bức lớn này. Tại vì ông quản giáo ông bảo thế này, sao anh vẽ ông Hồ Chí Minh mà mặt ông thoát lại mà nó ốm yếu như vậy. Này nó chứng minh được rằng nó vẽ theo caro của cái trường mỹ thuật Gia Định ở làng gần Lăng Ông Bà Chiểu của Gia Định. Nó có một cái trường gọi mỹ thuật mà anh này anh xuất thân, anh một anh đại úy mà anh xuất thân từ cái trường đó ra, anh ấy được thả. Nhưng mà bắt đầu từ đó tôi mới nhìn thấy, ủa sao những người cán bộ cộng sản này họ lại pay respect, tức là họ kính trọng ông này đến một mức độ kỹ lưỡng như vậy. Tôi bắt đầu question trong đầu của tôi. Và chính từ đó nó mới ra cái bài độc thoại mà tôi viết trên vtnews.com. Tôi đến Mỹ 30 năm rồi.
Tôi thấy vào các trường tiểu học của con tôi, rồi trung học, đại học, nó đều có chữ respectful difference, có nghĩa là phải tôn trọng sự khác biệt người khác. Tôi mới thấy chết mẹ rồi. Tại sao ông Hồ Chí Minh ông lại thấy được cái điều này và ông nói thành một cái điều mà tất cả quý vị không 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 thể chối cãi được? Ông bảo là ông Ngô Đình Diệm có con đường yêu nước riêng của ông. Quý vị thấy một người lãnh tụ mà vĩ đại thì họ có cái nhìn khác đối với kẻ thù của mình không? Cái đó nó từ chữ respectful difference, tức phải tôn trọng sự khác biệt của người khác. Thế bây giờ thí dụ như chân lý nó là Hà Nội nhé, thì có bao nhiêu phương tiện để đến Hà Nội? Chúng ta có thể đi xe lửa, chúng ta có thể đi máy bay, mà có thể đi máy bay trực thăng xuống phi trường Nội Bài. Chúng ta có thể đạp xe đạp xuyên Việt từ thành phố Sài Gòn đi ra tới Hà Nội. Rồi chúng ta có thể đi cano vào Vịnh Hạ Long, rồi bắt đầu từ đó chúng ta lại đi vào. Như vậy cái phương tiện mà để đi đến cái chân lý đó là ông Hồ Chí Minh ông thấy, ông mới nói được cái câu đó. Đây là điều mà tôi ngạc nhiên. Tại sao một con người đơn sơ ở miền, ở một xứ Việt Nam mà lại sao ông lại có một cái tinh thần của người Mỹ ngày hôm nay trong tất cả các trường học? Và một điều nữa là tôi nói, ủa sao ông này ông không có học hành bằng cấp gì mà ông lại mời được giáo sư Nguyễn Đại Nghĩa, Lê Đại Nghĩa gì đó, là một kỹ sư mà ở bên Pháp về làm cái bom Ba Càng, bây giờ người ta đặt tên cho ông giáo sư Lê Đại Nghĩa này á, ở trong cái trường VMPIC, tức là trường quân cụ. Tôi mới đọc lại cái tiểu sử của ông Lê Đại Nghĩa thì rõ ràng anh này là một người thanh niên miền Nam, bố mẹ đang đi du học bên Pháp thì bố mẹ nghèo quá chết, thì anh tiếp tục anh học, mà anh là trở thành một kỹ sư rất giỏi, mà ông ta lại bỏ bên nước Pháp đi không lo gì nữa mà anh chạy về đây để chống lại. Quân Pháp. Thêm nữa tôi nói, ủa tại sao đó ông Võ Nguyên Giáp đâu phải là một cái người bình thường, ông là một giáo sư về địa lý mà trong cái hồ sơ của ông Võ Nguyên Giáp chắc là tôi đọc rồi tôi nhớ quên lâu quá, tên là Trần Đại Nghĩa. Ở bây giờ trường quân cụ Himbix gần phi trường Tân Sơn Nhất nó có cái trường quân cụ. Thì tôi vào tù tôi mới ở chung với lại ông Thái, chánh án tối cao phát viện mà xử cái vụ mà bà Thiệu á, buôn lậu. Ông bảo ông cậu ơi, tôi đi làm quận trưởng cho Pháp thì tôi đâu có lạ gì Võ Nguyên Giáp đâu, mà tay này nó hỏng sao bố. Thì ông chánh chánh án tối cao viện ông ấy ông bảo tôi học chung với lại ông Võ Nguyên Giáp hồi thời đó, mà nhà ông Võ Nguyên Giáp nghèo lắm chứ không phải giàu như tôi này. Sắp sửa mà đến cái ngày mà đóng tiền để học thì bà mẹ bà lên xin ở trên trường để cho tôi về, tôi bán heo bán bò bán trâu cho tôi đóng trễ, nghèo lắm. Và khi ông ta ra trường á thì đằng sau cái những cái bài thi của ông này thì cái ông hiệu trưởng của cái trường mà ông chánh này học chung với ông Võ Nguyên Giáp nó ghi một câu tiếng Pháp như thế này: người này về sau rất có hại cho nước Pháp. Thì làm sao mà ông Hồ Chí Minh ông đọc được cái tư tưởng của một giáo sư sử địa? Vì sau này đánh Điện Biên Phủ, nếu mà người ta, nếu các bạn học sĩ quan thì người ta mới chỉ các vòng cao độ rồi móng ngựa rồi đâu là nơi tiến quân và nơi nào có thể áp sát thường. Thì thưa quý vị, khi mà đánh Điện Biên Phủ thì người không ai không nể ông Võ Nguyên Giáp. Nhưng cái vấn đề ở đây, cái question ở đây là làm sao ông này ông thu thu nhận được
bao nhiêu người giỏi bên Pháp về để tiếp tay với ông, mà ông không có cái bằng cấp. Thì ông ngoại trưởng Trần Chánh Thành của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì ông quá giỏi đi, thì ông được ông Ngô Đình Diệm đó, cho lên làm trưởng phòng về luật pháp ở trong miền Nam đó. Mà rồi sau đó ngoại ông này trở thành ngoại trưởng Trần Chánh Thành đến Hòa Đàm Paris. Thì làm sao mà ông Ngô Đình Diệm này đi qua bên Pháp mà lại lấy ông Trần Chánh Thành này về ngoài Hà Nội và lập ra cái ủy ban đưa Pháp ra tòa về cái tội là đi thực dân xâm lấn các nước khác. Thì ông ngoại trưởng Trần Chánh Thành này ông làm việc với ông Hồ Chí Minh, ông phục lắm, ông mới về ông làm đó, mà chức vụ cao nhất của Bộ Nội vụ đó, về luật luật pháp mà cho cả thế giới, mà quá giỏi bên Pháp mà lại sao lại nghe ông này đi về. Ông không đồng ý với chủ nghĩa Marx Lenin, ông trốn vào vào Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm sử dụng, Ngô Đình Diệm sử dụng xong nó bị giết chết năm 1953. Thì ông Trần Chánh Thành này ông tiếp tục lại được Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Khánh đại tướng đưa lên vẫn làm cái chức vụ lớn, mà đi qua Hà Đàm Paris cũng ông ngoại trưởng Trần Chánh Thành. Tại vì người ta nghĩ rằng cái tay này mà nó hiểu cộng sản thì khi nó Hòa Đàm Paris hoặc là nó nắm về tổng trưởng thông tin thì việc cộng chết không thể nào đỡ được. Ngày 30 tháng 4, ngoại trưởng Trần Chánh Thành, người mà trước đây ông Hồ Chí Minh chiêu dụ từ bên Pháp về ngoài ngoài Hà Nội, thấy mình sai rồi đưa súng vào đầu. Cho nên á, để mà cho người ta phục mình mà người ta chết sống với mình, đó là điều khó rồi. Mà biết người ta phản mà lại để yên cho ngoại trưởng Trần Chánh Thành trốn vào bên trong miền Nam. Trường hợp thứ hai mà ai cũng biết đó là ông phó chủ tịch nhà nước Nguyễn Hải Thần. Thì lúc mà ông Hồ Chí Minh ông bị Pháp với là mật vụ của anh nó bắt được, thì ông tụi mật vụ của Tây mà Giang Đạt Dezembiro gì nó hỏi ông Nguyễn Hải Thần, ông này có phải là Hồ Chí Minh không? Ông Nguyễn Hải Thần ông biết đây là Hồ Chí Minh, nhưng mà lúc đó chắc tất cả các đảng Đại Việt Việt Nam Dân Quốc Dân Đảng họ đang khắp nơi trên thế giới ở ngoài, nó biết ông nào Hồ Chí Minh, cũng chỉ phải là Pháp nó bắt nó giết ông này. Vậy mà làm sao đó Việt Nam Quốc Dân Đảng đó, thù ông Hồ Chí Minh như vậy mà họ không chỉ cho Tây, vì lúc đó mọi người có một mẫu số chung đó là chống Pháp. Sau này ông lên làm chủ tịch nhà nước thì ông cho Nguyễn Hải Thần này làm phó chủ tịch nhà nước, nhưng mà ông này cũng không phục vì Việt Nam với dân đảng không chấp nhận đảng Cộng sản Việt Nam, nó phục ông Hồ Chí Minh nhưng mà nó không phục cái đường lối, nó lại bỏ trốn. Thì ông Hồ Chí Minh ông lại để cơ hội cho anh respectful difference, tức là sự khác biệt của chính kiến, trốn qua bên bên Trung Quốc. Thì có người hỏi ông thế này: thưa chủ tịch, kính thưa chủ tịch, tại sao ngài biết cái người đó phản mình mà ngài bỏ nó đi? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói một câu mà đến giờ này, khi tôi thấy có một thuộc cấp nào của tôi hay anh chị em của tôi mà đi cướp tài sản tôi hay là làm gì bậy, tôi đều nghĩ cái câu của ông Hồ Chí Minh: phân và cứt nó vẫn xài được. Cái vấn đề là nếu mà Nguyễn Hải Thần lúc đó mà chỉ cho mật thám của Tây và nước Anh ấy, ông Hồ Chí Minh còn sống không? Cho nên những thằng cặn bã nhất trong cuộc đời vẫn có thể sử dụng được bài học này. Tôi học và tôi đối xử với anh em ruột, anh em vợ hay là thông gia tôi, thằng nào làm bậy tôi cái gì tôi cứ nhớ này và tôi tha người ta. Tại vì mình thấy được cái kết quả qua cái người kẻ thù của mình là ông Hồ Chí Minh như ai nữa. Và các bạn sẽ ngạc nhiên trong phần kết luận của bài này.
Thế năm 1945 sau chấm dứt chiến tranh ấy, thì Mỹ nó vào nó take over và Đông Dương của Pháp, tại vì Pháp nó thua Đức rồi thì đương nhiên là nó phải giao Việt Nam cho Mỹ. Vậy mà trước đó tại sao đó ông Hồ Chí Minh ông lại biết geopolitics và ông lại là người mà đề nghị với Tổng thống Mỹ đó bắt tay để chống phát xít Nhật và đánh Trung Quốc? Cái đó mới là cái tôi cần phải suy nghĩ rất nhiều trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Geopolitics là môn địa lý chính trị học đó, nó chỉ có một anh đại úy hải quân ở bên Anh tìm ra được cái Ukraine rồi tới Do Thái là ngã tư quốc tế, Việt Nam là ngã ba quốc tế. Những cái vùng xung đột này nó hay tạo ra chiến tranh. Mà tại sao ông Hồ Chí Minh ông nhìn đã được cái này mà trước đó ông mời Mỹ đó bắt tay đi để chặn Trung Quốc và phát xít Nhật như ngày hôm nay 2023? Cái đó là một cái nhìn viễn kính mà cái đài Việt Vision này, cái chữ Vision đó, tức là cái viễn kiến của tương lai, cái perspective nó quan trọng lắm. Nếu anh không nhìn được cái vision của vấn đề thì không có cách nào anh làm được cái gì mà đúng. Cho nên á, ở tù ra đó, khi tôi đi Mỹ năm 1993 đó, tất cả mọi người ra phi trường Tân Sơn Nhất, sư chùa Như Lai, chị Phúc ở tù 10 năm tôi bán lại cho chị căn nhà rồi. Tất cả bọn quốc gia nghĩa tử bạn của tôi nó nói, ủa sao thằng Lập này nó đi Mỹ mà nó không bán tài sản gì, nó đi Mỹ đó. 10 mẫu cao su ở trên Đồng Xoài cũng không bán. 4.000 mét đất. Ngay cầu Bến Phân mà đường bay đáp xuống của Tân Sơn Nhất cũng không bán. Nên Đại tá Thăng, Đại tá Phúc, Đại tá Hồ Chương này, ngày đầu tiên mời tôi ở trong sân máy bay về, bảo với thằng Bảo Trâm này, thằng Lập này nó giàu lắm là vì cái việc vì dân của ông Hồ Chí Minh chỉ cho tôi trong geopolitics. Tôi nghĩ trước sau Mỹ nó cũng quan hệ ngoại giao Việt Nam, mặc dù bây giờ nó đang tống mình đi ra khỏi Mỹ. Quả thật tới bây giờ đất nhà của tôi còn nguyên mất. Đảng Cộng sản Việt Nam cho hai đứa con tôi làm trở lại quốc tịch Việt Nam, nó thừa hưởng hết cái đó là nhờ tôi học nơi ông Hồ Chí Minh. Cái vision trong tương lai năm 1995 tôi đến Mỹ được 2 năm, quan hệ ngoại giao. Và tới bây giờ tôi thản nhiên trước tất cả mọi sự biến đổi. Bây giờ những thằng Việt kiều ở đây mà đi trở về Bù Gia Mập mà mua chừng nó 10 mẫu nó bán cho mày 100 tỷ, 100 tỷ bình thường là 4 triệu đô la, thì mày đến Mỹ 1 triệu năm nữa mày cũng không bao giờ có 4 triệu đô la đâu con. Mày không có vision. Cái chữ vision mà tôi nói nhiều với quý vị ở trong cái bài nói chuyện này không phải tự nhiên viết việc vision đâu. Tôi chắc chắn Ngô Kỷ không có học tiếng Anh mà cũng chả có tú tài 1, tú tài 2. Không phải là vì thiếu tướng Bùi Đình Đạm trong trong ủy ban nhân lực, mà cũng không phải là vì ở trong cái nhà khảo thí. Khi mà anh muốn học tú tài này nó thì anh phải có đầy đủ giấy tờ rồi vân tay của cảnh sát thì anh mới có cái giấy hoãn dịch. Không, cái đó tôi nói quý vị đó là thường. Nhưng khi tôi nghe Ngô Kỷ phát âm Việt Vision, tôi biết thằng này không có học. Tại vì các nguyên âm I, O, E, U có năm năm nguyên âm. Thì chữ S ở Đức đọc là dân, nên người ta đọc là Vision, chứ không bao giờ là Vision. Tôi bảo thằng này nó lừa cái dân chúng ở đây. Và cái đài Phố Bôn Sa TV sử dụng Ngô Kỷ để chửi Hồ Chí Minh, chính vì điều đó Ngô Kỷ nó có một sự khôn ngoan mà nó về nó chết.
Anh nói cái gì anh nói, nhưng mà anh đề cập tới cái ông Hồ Chí Minh này cũng giống như anh đụng vào Chúa Giêsu của đạo Công giáo, nó trở thành một tín ngưỡng của người dân, người ta quý trọng ông này. Mày sẽ chết. Và cái người mà đưa Ngô Kỵ lên để chửi Hồ Chí Minh ra rã này đó là Vũ Hoàng Lân. Vũ Hoàng Lân sẽ chết. Quý vị sẽ trông thấy Đảng Cộng sản giải quyết vấn đề này. Tôi đọc rất kỹ về hồ sơ của ông Hồ Chí Minh này thì quan toàn quyền ở Huế đó, mới thấy dân chúng nó biểu tình, nó đòi quyền gì và lao động của nó, thì cái người mà phiên dịch cho ông quan toàn quyền Huế đó, ông ấy hỏi là bọn chúng nó cần cái gì đó, thì ông Hồ Chí Minh ông gan đến mức độ là ông phiên dịch lại đúng là cái người dân ở đây nó bảo chúng mày bóc lột nó, cho nên giờ nó vùng lên. Mình nói mà cho cái chủ tướng mà nó hiểu được mình, mà nó mình nói theo cái đám đông này là nó tiêu diệt, nó giết chết. Thì thưa quý vị, một cái người mà có thể phiên dịch tiếng Pháp rành rõi như vậy, việc mà lấy vợ đẹp tóc vàng mắt xanh thì ông Nguyễn Cao Kỳ đó theo Tây mà cái nó cho bà Đầm Ma Ra Cắt đẻ ra 5 đứa con trai, thì sau này mới lấy bà Mai này. Chuyện mà cho mày một con đầm đẹp đẹp như Brigitte Bardot, múa nhảy như Lolo Brigida này, chuyện nó đối Mỹ với Pháp, cho mày con bé đẹp. Nên nhiều người cứ nói ông Hồ Chí Minh có vợ hay không có vợ là quý vị chưa hiểu cái điều mà chúng tôi sắp nói. Có phải Ngô Đình Diệm trong này là không có vợ không? Thì ngoài kia người ta đặt lên một người đối trọng không có vợ để là một đối trọng. Cái đó là một cái tactic, một cái kỹ thuật mang chiến thách chiến lược hay chiến thuật, nó cũng bình thường. Đâu có gì mới đâu. Và cái điều hôm nay tôi nói nè, khi mà ông Ngô Đình Diệm bị giết chết đó, thì trung tướng, thiếu tướng, đại tướng Nguyễn Khánh rồi Mai Hữu Xuân này nó vào nó bảo cái thằng lính mày tụt quần ông Ngô Đình Diệm ra xem có cu không, thì thấy không, làm lãnh tụ khổ lắm chứ đâu có sướng gì đâu. Mà lãnh tụ nó chỉ có ở các nước nhược tiểu thôi, còn ở bên Mỹ đó, Bill Clinton là tổng thống nó cũng impeach, nó đem nó đàn hạch, Nixon cũng bị đưa ra đàn hạch. Là tại sao ông Hồ Chí Minh ông biết được rồi. Người quan trong chức vụ ở người dân ở Việt Nam là đầy tớ của nhân dân, thì ông phải đến Mỹ ông mới thấy được cái điều đó. Cho nên tổng thống Nixon mày có tội, đưa mày ra tòa. Tôi nghĩ chỉ có ông Hồ Chí Minh là ông có mấy cái vision lớn như cái viễn ảnh Việt, và ông mới nói được cái người cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Mà đầy tớ nó có hai thằng, một thằng nó trung thành với chủ á, nó thấy chủ mệt quá ngủ nó căng để cho chủ ngủ, nhưng cái thằng đầy tớ nó bất trung á, nó chờ ngủ nó chặt mẹ đầu, nó cướp của nó đi mất luôn. Vậy mà ông dám nói cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Kế tiếp, bây giờ tôi đặt vấn đề nhé, ông Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, ông thì là dân toàn có học không, thế bằng cấp không, nhưng mà ông Hồ Chí Minh có bằng cấp gì không? Tại sao ông đi qua Pháp nói tiếng Pháp? Ông đi qua Mỹ ở Chicago ông làm bánh mì ông nói tiếng Anh, rồi ông qua Nga ông nói tiếng Anh, rồi ông qua tàu ông nói tiếng tàu, mà ông về Chiang Mai Thái Lan nói tiếng tiếng Thái Lan. Cái đó là autodidact, tức là tự học. Ô tô là tự động mà. Mà cái thằng tự học đó, nó có những cái tội sau đây: the autodidact is the man who is shallow, callow
and arrogant. Có nghĩa là cái thằng tự học giống như Nguyễn Ngọc Lập, vô lễ vô láo, đầu óc nông cạn, non nớt và thường có tính kiêu căng. Quý vị bạn thấy trong cái clip này người ta bảo thằng Lập nổ, nhưng mà quý vị thấy ông Hồ Chí Minh ông cũng học, tự học, mà tại sao ông lại khiêm tốn đến như vậy? Đây là vấn đề mà tôi tự vấn tôi. Mày là ai, Nguyễn Ngọc Lập? Mày có đáng sắc dép cho Hồ Chí Minh không? Jamais de la vie. Không bao giờ. Kính thưa quý vị, thế người ta hỏi tôi về chứ Lập, mày về Việt Nam á, mày bưng vô cho Cộng sản á, mà Việt Cộng nó giam mày 10 năm rồi, mày sao mày ngu ấy? Mày coi tất cả những thằng mà đi về Hoàng Sa, Trường Sa đó, có thằng nào đi tù 10 năm, 20 năm mà về bị mắc lừa Cộng sản nữa. Lý Kiến Trúc đâu có đi tù 10 năm gì đâu, 3 năm gì đâu. Còn mấy thằng HO có thằng nào về ngoài mày ngu à? Nhưng tôi vào tù tôi mới đọc cái bản gọi là di chúc của ông Hồ Chí Minh. Ông viết thế này: khi tôi chết tôi sẽ đi tìm ông Lenin và ông Karl Marx. Quý vị thấy như vậy trong ông ta là hữu thần hay là vô thần? Ông ta hữu thần và ông tin có đời sau, cho nên ông mới viết trong di chúc là khi ông chết ông sẽ đi tìm Marx và Lenin. Đây là điểm rất đặc biệt mà quý vị không thể chối với tôi được. Ông này là hữu thần. Và gần đây đài BBC nó phản bác tôi biết mà. Là nó bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng Cộng sản làm theo Đảng Cộng sản quốc tế của Nga, của Trung Quốc. Tôi bảo chúng tụi mày dốt, mày phản biện những Nguyễn Ngọc Lập, cái này là mày sai. Cái mà anh là bột đó, mà anh biến nó thành bánh mì hay là gạo cháo quậy là do ăn. Ông Hồ Chí Minh ông đặt tên nước là gì các bạn biết không? Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở Mỹ nó có Đảng Dân Chủ là con lừa, Đảng Cộng Hòa là con voi, Dân Chủ là con lừa đó, nó mới đi trên sản đạo được. Quý vị đọc Thánh Kinh quý vị mới thấy là Chúa Giêsu nằm trong bụng mẹ, tức là bà Maria đó, đang có bầu, thì ông Thánh Giuse ông dẫn con lừa đi trốn qua Ai Cập. Tại sao không dẫn con ngựa? Là vì con lừa nó đi trên sản đạo và nó không gây ra tiếng động. Ông Hồ Chí Minh ông đến nước Mỹ và ông thấy có Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, ông đặt cái nước Việt Nam chúng ta là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi sau này ông dạy làm sao để cho cái người, những cán bộ đi sau này biến Cộng sản quốc tế trở thành Đảng Cộng sản dân tộc. Mà tôi nhắc đi quý vị nhiều lần, nó không phải là International Communist, mà nó là Vietnamese Communist Nationalist. Tức là người Việt Nam theo Cộng sản nhưng có tinh thần dân tộc. Nó biến hóa khắp tất cả cái gì khác đi. Cái đó là cái nét đặc biệt mà quý vị không nhận ra được. Nếu mà chết mà hết rồi đi gặp Lenin với các Marx làm gì? Tôi hỏi thật các bạn nhé. Từ nãy giờ tôi nói những điều đó, các bạn thấy là ông Hồ Chí Minh ông theo Tây hay là ông theo Chúa Giêsu? Ông theo Karl Marx và Lenin đúng không? Rồi ngày hôm nay quý vị lấy bản đồ ra các bạn xem đi. Đừng nghe tuyên truyền đó. Ông Hồ Chí Minh mới là người đi theo Tây. Marx, Lenin, Engels phải là Tây không? Bên Anh mà, bên Pháp, bên Đức nữa. Nhưng Chúa Giêsu đó là ở Jerusalem á,
là Trung Đông, tức là nước châu Á. Trong chuyến tôi đi về, đi bên Jerusalem, tôi mới khám phá đó. Cứ 100 phái đoàn đến Jerusalem thì có 90 phái đoàn là người Ấn Độ. Ấn Độ phải phương Đông không? Hay phương Tây? Cho nên trong tuyên truyền nó, chúng ta phải thấy được cái sự thật. Hơn là chúng ta áp dụng propaganda tuyên truyền. Ông Hồ Chí Minh là người theo Marx và Engels và Lenin. Quý vị nhìn nước Nga bây giờ, Lenin có phải là phương Tây không? Cho nên những cái gì mà người ta lớn, người ta nhìn á, người ta nói cẩn trọng, nhưng mà người ta thấy người dưới nói sai đó, người ta không nỡ. Thế Phan Bội Châu rồi Phan Chu Trinh này, nó có chống cộng sản không? Có chống đế quốc Mỹ không? Có chế thực dân Pháp không? Đương nhiên theo Nhật là ông bảo là vọng ngoại tắc tử. Thì bao nhiêu đảng phái đứng lên đánh Pháp, chứ đâu phải có mình ông Hồ Chí Minh cho cộng sản đâu. Mà tại sao có mình ông này ông thắng? Tôi xin được chậm rãi cắt nghĩa trong bài nói chuyện này. Tại sao bao nhiêu con người làm không ai làm được? Rồi bọn quốc gia trắng mà nó ở tù chung với tôi ấy. Hôm nay tôi thẳng thắn tôi gọi chúng nó là bọn. Dốt quá. Nó bảo tôi thế này. Có nhiều nước nó đâu cần phải đánh Pháp đâu, như Tunisia, Maroc. Sau Thế chiến thứ hai là Pháp tự động nó giao lại đất nước. Ồ hay quá, lịch sử. Thế tôi hỏi lại, một người mà nhìn thấy mẹ mình, chị mình, vợ mình, em gái mình bị Tây nó hiếp, thì có ngồi đó để chờ nó hiếp chán xong rồi nó bỏ thả cho vợ mình, con mình, hay là anh giống như Hồ Chí Minh nhào vào đâm chết nữa? Tụi quá gà trắng ở trong tù nó câm hết. Thế tôi đến Mỹ trong 30 năm qua, tôi đến thủ đô của nước Mỹ Tây Cơ là biên giới Mỹ. Không phải là thành, không phải tiểu bang New Mexico đâu, như gần Texas đâu. Thủ đô của Mỹ Tây Cơ. Tôi mới khám phá, tôi đi vào cái phòng đó. Đại tướng Cộng sản Trotsky trốn từ bên Nga qua đây. Thì những người cộng sản nó đi qua, nó bữa đầu thằng Trotsky đó, để tứ cộng sản chết. Sau đó trốn qua Cuba, coi như là Mỹ không có truy lùng được, mà cũng chính phủ Mỹ Tây Cơ cũng không lùng được. Thế bây giờ tôi hỏi quý vị nhé, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cộng sản tôi biết, mà những thằng chống cộng đây nó có biết Trotsky là ai không? Cho nên tôi đau lắm. Đau ở chỗ này. Ông cựu bảo đại của ông cựu Hoàng Sihanouk của Campuchia, có một lần ông Ngô Đình Diệm ông sai bác sĩ Trần Trung Hiếu đi qua ám sát, thì người ta để cái đồng hồ Omega Longines này để ông đó, rồi để mình trong, thì nghĩ là mở ra nổ đùng chết. Sihanouk nó đâu có ngu như vậy, nó cho lính mở ở dưới nổ đùng chết, nó mới kêu, nó mới cắt quan hệ ngoại giao với lại ông Ngô Đình Diệm. Nó bảo với lại ông Ngô Đình Diệm thế này: ở bên nước các anh á, có 100 thằng thì có 99 thằng khôn, thì có một thằng ngu cai trị. Còn tôi ở bên Campuchia này, Cambodia này, xứ tôi có 99 thằng ngu mà có một thằng khôn. Nhưng thằng khôn bên này nó cai trị 99 thằng ngu.
Cho nên ở chung cái đám ngu này tôi đưa ra một cái kết luận. Hỏa ngục là kết hợp giữa khôn ngoan và ngu đần với nhau. Thế bây giờ tôi hỏi thật quý vị để tôi kết luận bài nói chuyện này nhé. Quý vị đếm đi từ ngoài Bắc tôi nhà thờ đá cho đến vào nhà thờ Sài Gòn rồi. Tôi trong chuyến Hoàng Sa tôi đi vào nhà thờ đá ở Nha Trang. Quý vị đếm coi. Từ ngày 30 tháng 4 tới bây giờ. Quý vị đếm nhà thờ có phải là nhà thờ Công giáo nó có gấp 10 10 lần hay 100 lần trước khi 30 tháng 4 năm 75. Đó là câu trả lời. Và tôi xin kết thúc bài nói chuyện này là ở trong tù tụi tôi ngồi nói với nhau. Nếu Hồ Chí Minh còn sống 30 tháng 4 chắc tụi mình không có đi tù. Mà mẹ Trung Quốc mà đánh vô là tụi mình, mà ông Hồ Chí Minh cũng kêu hết quân lực về sĩ quan tụi mình mẹ đứng ra đánh chết mẹ thằng Campuchia, đánh thằng thằng Trung Quốc liền. Anh em đồng ý liền. Nhưng may mắn thay là những người lãnh đạo họ phải giam chúng tôi vì sau 30 tháng 4 họ phải đánh Campuchia và đánh Trung Quốc giữ chúng tôi. Và trong đó tôi mới có thời giờ học hỏi về nhân vật Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay trên các trang mạng dù quý vị có chửi tôi là thằng nổ ấy, đấy, không quan tâm. Cái điều may mắn nhất đó, hãy nhìn trong họa đó đa phúc. Rồi ông chiến thắng xong thằng Lập nó vào tù. Nhưng chính trong 10 năm ở tù á, tôi mới học được chữ nhẫn. Và tôi mới làm việc chậm rãi như ông Hồ Chí Minh. Đó là cái hồng ân của Thiên Chúa cho tôi. Ngày hôm nay tôi đang ở bên Mỹ. Con tôi mới học các trường đại học lớn nhất. Cái khác của Nguyễn Ngọc Lập trước năm 1975 và 2023 là chỗ này. Nhiều lắm tôi ở đó thì chỉ lên thằng đại úy hết. Và cũng ai, không ai biết cái thằng thiếu úy Lập là ai. Nhưng mà bây giờ là 141 đài truyền hình CNN, ABC, CBS. Chiếu hình Nguyễn Ngọc Lập với John McCain. Quý vị đếm đi. Cứ 1 phút của CNN đó là 600.000 đô la mà tôi đứng 32 phút. Quý vị nhân với 141 nhiều quá. Đếm 100 thôi. Nguyễn Ngọc Lập là người tỷ phú, tỷ phú. Là vì Nguyễn Ngọc Lập đọc bài thơ Tại sao tôi có mặt ở đây bằng tiếng Anh. Why I'm here. I'm here because I was thrown into the communist hand. Tôi có mặt đêm nay tại Phúc Lộc Thọ với ông John McCain là vì tôi đã bị người Mỹ ném vào tay Cộng sản. When you shake hands with an American guy, you must know how many fingers are in your hand. Khi tôi bắt tay người Mỹ, bạn phải coi là bạn còn mấy ngón. Ông Hồ Chí Minh dè dặt trong việc bắt tay với những người người Mỹ cũng là từ công câu này ra. Kính cảm ơn. Chớp ngăn tù.